Phụ kiện Hoa Tiên Phát xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Phụ kiện Hoa Tiên Phát. Ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với các anh chị sản phẩm mới, đó là giấy gói hoa mỹ thuật nha các anh chị. Thì giấy gói hoa mỹ thuật này hiện tại ở shop chúng tôi là có rất là nhiều màu sắc khác nhau, và đây là loại giấy mỹ thuật caro sọc. Có rất là nhiều màu này các anh chị ha. Các anh chị nhắn tin inbox thì chúng tôi sẽ gửi bảng màu cho các anh chị. Và giấy số 2 đó là giấy gấm hoa cúc, giấy gấm hoa mai nha các anh chị. Giấy hoa mai rất là đẹp, cũng có rất là nhiều màu sắc. Có rất là nhiều màu sắc. Các anh chị cứ nhắn tin cho đội ngũ Hoa Tiên Phát thì đội ngũ Hoa Tiên Phát sẽ trả lời tin nhắn các anh chị, gửi bảng màu cho các anh chị nha. Các anh chị ha. Đây là giấy gấm hoa Thủy Tiên, Fall in Love at the First Sight, giấy gấm hoa Thủy Tiên các anh chị ha, rất là đẹp. Này, giấy gấm hoa Thủy Tiên đấy, rất là đẹp. Ngoài ra thì còn có giấy gấm hoa cúc, còn có giấy gấm hoa cúc cũng rất là đẹp nha các anh chị, cũng rất là đẹp. Các anh chị cứ nhắn tin với đội ngũ của Hoa Tiên Phát và nhớ follow kênh của Phụ kiện Hoa Tiên Phát nha các anh chị. Chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị bảng màu cũng như là bảng giá để các anh chị đặt hàng. Ngoài ra thì còn có cái sản phẩm này nữa, đó là giấy hoa hướng dương, rồi tạp chí Hair Diary đó, có rất là nhiều mẫu khác nhau, các anh chị. Các anh chị có nhu cầu đặt về để bó hoa cho shop hoa của mình mới mẻ hơn, sang trọng hơn thì cứ nhắn tin với đội ngũ của Hoa Tiên Phát, chúng tôi sẽ gửi bảng màu và trả lời tin nhắn của các anh chị. Chúc các anh chị một ngày làm việc thật và hiệu quả. Hoa Tiên Phát xin cảm ơn.